Nhai chung là một bệnh lý liên quan trực tiếp đến mô năng đỡ quanh chân lưng, bao gồm bệnh của nú và các bệnh lý phá hủy mô năng đỡ sau bên dưới nú. Các mô này có thể là xương mũi răng, dây chằng nhai chua. Nhai chua là một trong những bệnh lý quan trọng gây hiện tượng mất răng hiện nay. Bệnh nhai chua sẽ thường diễn tiến qua hai giai đoạn là viêm nú và viêm nhai chua. Trường hợp nú bị viêm, ta sẽ thấy một hoặc nhiều dấu hiệu sau đây. Nú đỡ màu so với bình thường, nú sẽ trở nên đỏ thẫm hoặc là tím thẫm. Nú sưng lớn hơn bình thường, nú dễ dàng chảy máu khi chảy răng. Trường hợp nặng có thể chảy máu tự phát do phát hiện trễ. Cảm giác hơi thở có mùi khó chịu. Nếu kịp thời điều trị ở giai đoạn này, bệnh sẽ khỏi hẳn. Nếu không, phần lớn các trường hợp sẽ tiến triển thành viêm nha chu. Lúc đó, dù điều trị thế nào cũng không thể hồi phục như cũ vì bệnh đã có hệ thống mô năng đỡ răng sâu bên dưới nú như trương, dây chằng nha chu và xi măng. Ở thời kỳ viêm nha chu, nguy cơ mất răng rất là cao. Những trường hợp phản ứng viêm bị che lấp hoặc không xảy ra bệnh lý khiến ta khó phân biệt. Trong khi xung quanh chân răng đã hình thành các sân hương bệnh lý như mắt bám dính, xương ổ bị phá hủy tạo thành một tổn thương thực thể gọi là túi nha chu. Trong các túi này, tình trạng viêm và những trùng tiếp tục phát triển, dần dần bệnh càng tiến triển, khiến hiện tượng tiêu xương ngày càng một trầm trọng, răng lung lay, đôi khi không thể giữ được và phải nhổ đi. Bạn hãy đến nhà sĩ ngay khi có biểu hiện sau đây. Chảy máu nú khi chảy răng, nú đỏ sưng tách ra khỏi răng, hơi thở hôi dai dẳng, có ổ mũi hoặc có mũi chảy ra giữa răng và nú ở vùng cổ răng, răng lung lay hoặc thư ra, đặc biệt là khi nhai. Thông thường bệnh viêm nha chu xảy ra không rõ ràng, bởi phần lớn thời gian diễn tiến bệnh không kèm theo triệu chứng đau đặc hiệu. Vì vậy, việc khám răng miệng định kỳ, trong đó khám toàn diện nha chu là rất cần thiết. Vì nguyên nhân chính gây ra bệnh nha chu là do sự phát triển của vi khuẩn trong mảng bám răng. Hoặc đầu tiên, chân răng sẽ hình thành một màng trong suốt bám vào. Nếu không đánh răng đều đặn để loại trừ màng này, nó sẽ tích tụ nhiều hơn, dần dần bị khuấn hóa và trở thành vôi răng với lượng lớn vi khuẩn ngày càng tăng. Các độc tố do vi khuẩn tạo ra sẽ xâm nhập vào bên trong mô nú, gây ra hiện tượng viêm nú. Đồng thời chúng cũng phá hủy các mô năng đỡ răng, khiến nú dần dần tách ra khỏi bề mặt của răng. Đến là các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh nha chu, bao gồm chế độ dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe răng miệng không tốt. Tâm lý căng thẳng lo âu sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Một số đối tượng dễ bị bệnh nha chu bao gồm phụ nữ mang thai, người hút thuốc lá, người mắc bệnh đái tháo đường, người mắc bệnh liên quan đến hệ thống miễn dịch như bệnh bạch cầu, những người nhiễm HIV. Chỉnh nha cũng là một yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh nha chu. Để phòng bệnh nha chu, điều quan trọng nhất là đánh răng đều đặn để loại bỏ mảng bám vi khuẩn trên bề mặt răng và khe nú. Có thể bổ sung các loại khuẩn đường ruột để dự phòng. 6 tháng một lần nên đến nha sĩ khám răng định kỳ và lấy sạch vôi răng mảng bám ở những nơi bạn trẻ không làm sạch được. Nha sĩ sẽ là người tư vấn về cách vệ sinh răng miệng cũng như cách lựa chọn bàn chải đánh răng, sử dụng chỉ nha khoa, chải kẽ răng để lấy sạch mảng bám. Nha sĩ cũng là người tư vấn lựa chọn thuốc súc miệng, kem chải răng thích hợp để giúp ta bảo đảm được sức khỏe răng miệng và dự phòng tốt bệnh nha chu.